Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng ngày 14 tháng 5 năm 2023, giá ri 6 giảm nhẹ. Tại khu vực miền Tây, mốt xăng kinh giá từ 200 đến 201. Chuồng bò hàng đẹp từ 60.000 đến 65.000 đồng. Chuồng bò mua xô từ 50.000 đến 55.000 đồng. Ri 6 hàng đẹp dao động từ 60 đến 63.000 đồng. Ri 6 mua xô từ 55.000 đến 58.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 70.000 đến 75.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 60 đến 65.000 đồng. Tại các tỉnh miền Đông, ri 6 hàng đẹp từ 55.000 đến 60.000 đồng. Ri 6 mua xô từ 50.000 đến 55.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 60.000 đến 65.000. Sầu riêng Thái mua xô từ 55.000 đến 60.000 đồng. Tại khu vực Tây Nguyên, ri 6 hàng đẹp từ 55.000 đến 60.000. Ri 6 mua xô từ 50.000 đến 55.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 60 đến 65.000. Sầu riêng Thái mua xô từ 55.000 đến 60.000 đồng. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần, giá mua sẽ có sự chênh lệch, có thể